Kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, sáng nay quận Cầu Giấy đã tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn năm 2024. Trong quá trình 27 năm hình thành và phát triển của quận Cầu Giấy, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn đã có những bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Từ 95 doanh nghiệp vào năm 1998 đến nay, toàn quận đã có gần 22.000 doanh nghiệp, tăng 231 lần, dẫn đầu thành phố về số lượng, 9.231 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Bình quân hàng năm, các doanh nghiệp đóng góp trên 60% tổng thu ngân sách của quận, riêng năm 2024 là gần 12.200 tỷ đồng, bằng 62,4% tổng thu ngân sách quận, tạo công ăn việc làm cho hơn 210.000 lao động, góp phần an sinh xã hội trên địa bàn. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy và Cục Thuế Hà Nội đã trao bằng khen, tôn vinh 250 doanh nghiệp có đóng góp tích cực trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của quận Cầu Giấy nói riêng và toàn thành phố nói chung. Trong thời gian tới, quận sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp trên địa bàn, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, thu hút các doanh nghiệp khởi nghiệp, gắn kết cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển bền vững.